Tập 1161 chúng tôi là thanh tra đặc biệt đó nha. Thành phố Kasukabe luôn được bảo vệ bình yên là nhờ đội thanh tra đặc biệt với 5 đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi nhưng rất ưu tú. Cùng theo dõi để biết 5 thành viên đó là ai nhé. Hôm nay thám tử Masao đến đội thanh tra nhận việc nên được thanh tra Kazama chào đón rất nhiệt tình. Đội thanh tra còn có thám tử Nene, rất xinh đẹp nhưng có vẻ hơi khó tính. Còn đây là thám tử Shinosuke, trông dị hợm vậy thôi nhưng rất vui tính. Vì thám tử Masao mới đến nên thanh tra Kazama đề nghị mọi người đặt biệt hiệu cho thanh tra mới. Theo thám tử Shin thì nên gọi là Onigiri. Còn thám tử Nene thì đặt là Musubi, nhưng chính chủ vẫn chưa đồng ý vì muốn nghĩ một cái tên thật đặc biệt. Thanh tra Masao ngồi vào bàn làm việc của mình, nhưng hình như sai rồi, đây là bàn làm việc của thanh tra Bo, cộng sự cũ của Shin mà. Rồi Shin chỉnh đốn trang phục chỉnh tề rủ theo Masao cùng đi tuần tra thành phố, Shin vừa lái xe vừa hát hò vui vẻ. Đã thế lại trêu ghẹo một chị gái xinh đẹp đang đi trên phố, thanh tra gì mà kỳ cục vậy trời. Bỗng Shin bất ngờ dừng xe lại làm Masao chẳng hiểu chuyện gì, rồi Shin phóng như bay vào cửa hàng bách hóa. Trời ạ, thì ra là cô cậu đi mua chocobi vì hot dog đang sale tụt quần trong ngày hôm nay. Masao thấy vậy liền xỉu ngang luôn. Vì cậu cứ tưởng là vụ án bóng đèn điện nghiêm trọng chứ, ai dè là mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh này. Đang thưởng thức chocobi thì một ông chú đang muốn giải quyết nỗi buồn gấp áp chạy ngang qua va và làm hộp chocobi trên tay Shin văng ra tung tóe. Dám làm đổ món ăn yêu thích của Shin nên cậu quyết tâm không tha được, cả hai liền đuổi theo bắt lấy ông chú kia. Đã vậy còn dùng báo động trên xe để uy hiếp ông chú dừng lại, nhưng có vẻ không có tác dụng vì chú kia đang bận đi tìm nhà vệ sinh mất rồi. Ông chú đang mừng rỡ vì tìm được nhà vệ sinh thì xui xao bị thanh tra Shin tung còng cảnh sát ra túm chân lại, vậy là ông chú bị khống chế trong tích tắc. Shin cùng Masao chạy đến còng luôn hai tay ông chú vào, ông chú liền tức giận hét lên chẳng hiểu sao mình muốn đi vệ sinh mà lại bị bắt. Vậy là cả hai cùng hoàn thành nhiệm vụ và quay về phòng thanh tra để báo cáo. Nhưng vừa tới nơi thám tử Kazama lại thông báo có việc gấp. Cả đội nhanh chóng đi xuống phòng tạm giam, vừa bật điện lên thì tất cả bị dọa cho một phen hoảng hồn trước khuôn mặt đáng sợ của người bị bắt giữ. Và Nene bắt đầu màn tra hỏi với chiêu đánh vào tâm lý, cô cho rằng mẹ ông ấy sẽ rất buồn khi biết ông làm những chuyện như thế. Đã vậy Kazama cùng Shin lại hợp tác với nhau diễn y như thật cảnh mẹ con với nhau. Nhưng ông chú này chỉ đến giao chiếc kính mà ông nhặt được trên đường thôi mà, vậy mà ai cũng nghĩ ông có khuôn mặt đáng sợ rồi bắt vào đây. Chuyện chỉ có vậy mà thanh tra Nene thẩm vấn như đúng rồi vậy, thấy ông ấy có vẻ là người tốt nên đội thanh tra quyết định thả ông ra. Đột nhiên có điện thoại gọi đến phòng thanh tra và thông báo về một sự cố gây lộn trong nhà hàng Gen 9. Thanh tra Shin và Masao nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy cảnh sát đến, cô gái liền ra trình bày rằng mình có hẹn đi ăn với một anh siêu đẹp trai như trong hình, mà ngoài đời thật sao anh ta lại xấu tệ như vậy. Chợt Masao phát hiện ra chiếc kính ông chú kia nhặt được là của anh trai này, nhanh chóng vật được trả về cho chủ. Nhưng vừa đeo vào thì bị Masao bắn súng nước ngập mặt vì cho rằng anh phạm tội gian lận hồ sơ. Anh trai liền chỉ vào mặt cô gái rồi vạch trần rằng, theo như giới thiệu thì nghề nghiệp của cô là siêu mẫu, và trên hình vòng nào ra vòng nấy bốc lửa mà ngoài đời lại như vậy đây. Cô gái liền thanh minh rằng đây là nghệ thuật chỉnh sửa ảnh. Nhưng chưa nói xong lại bị ăn súng nước của thanh tra Shinosuke, rồi cả hai bị còng tay lại với nhau mà chẳng hiểu chuyện gì. Rồi hai thanh tra về văn phòng báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, chợt có một thanh niên màu mè hoa lá hẹ xông vào, thì ra đây là thanh tra Bo vừa mới đi du lịch ở Hawaii về, còn đưa rất nhiều quà về cho cả đội thanh tra nữa, vậy mà cả nhóm cứ tưởng là cậu bạn nghèo rồi chứ. Vậy là từ nay Bo lại tiếp tục làm cộng sự của Shin, Masao thắc mắc hỏi vậy mình sẽ làm gì? Shin liền nhét vào áo Masao hai quả bóng rồi bảo cậu từ nay hãy là hai nice body thật hoàn hảo làm cả đám được màn cười thả ga. Vậy là đội thanh tra đặc biệt đã tập hợp đầy đủ 5 thành viên và cả đội sẽ hết sức cố gắng để bảo vệ sự bình yên cho thành phố Kasukabe này. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1108, P3 chơi shogi với bố. Bố đang nghiên cứu cách chơi shogi thì cu Shin tò mò đến hỏi, thì ra đây là bộ môn đang hot trend gần đây nên bố cũng muốn học thử. Rồi bố rủ Shin cùng chơi để tập luyện luôn, bố hướng dẫn Shin cách sắp xếp các ô cờ. Trước tiên, Shin phải học tên và cách di chuyển của các quân cờ. Đây là quân vua, quân cờ mạnh nhất đó Shin, nó có thể di chuyển tất cả mọi hướng, quy tắc của shogi là ăn vua của đối thủ. Nếu không còn cách nào đánh bại đối thủ thì sẽ phải cúi đầu nói tôi thua rồi và người thắng sẽ được quyền quyết định quân cờ hai bên vua là tướng vàng. Quân này có thể di chuyển theo hướng chéo, trước và sau, Shin nghe vậy thì thích lắm, đừng dạy dành tướng vàng của bố. Ơ Shin cũng có mà ta, cậu liền kéo quần ra xem, ý bố là quân cờ á kìa. Bố tiếp tục chỉ cho Shin các quân cờ mà không biết rằng Hima đang mò tới đống đồ rồi nghịch ngộ. Đây là cây ma, nó có thể gọi là cục trưởng, Shin thấy nó giống bố lắm, rất tuyệt vời ông mặt trời. Sau khi giải thích về các quân cờ phải hai bố con nhà Nohara cúi chào bắt đầu trận đấu, Shin liền lấy một quân cờ sau đó bắt chước action Kamen nhảy lên rồi đặt mạnh
xuống bàn cờ. Vậy là phá cờ chứ chơi cờ gì chứ? Bố đành giả bộ chịu thua trước thiên tài xin vậy. Đúng là một đứa trẻ mẫu giáo không thể chơi shogi một cách nghiêm túc. Trong cái khó lo cái khôn, bố liền nghĩ ra trò mới, đó là chất đống các quân cờ, sau đó rút lần lượt các quân cờ ra mà không gây ra tiếng động. Ai lấy được nhiều quân cờ hơn sẽ là người chiến thắng. Đây được coi như là một trò chơi phụ của shogi đó. Xin bắt đầu trước, cu cậu cố gắng rút một quân cờ ra, nhưng lại tạo ra tiếng động, vậy là thua rồi. Đến lượt bố Hiroshi, bố dễ dàng kéo một quân cờ ra trong im lặng. Cứ tiếp tục như vậy, bố giành được lần mấy quân cờ lận. Tiếp theo đến Shin, cu cậu vừa chạm tay đã gây ra tiếng động, vậy là mất lượt rồi. Bố Hiroshi lại nhanh chóng lấy hết quân cờ, cuối cùng Shin chẳng được quân nào, cu cậu cay lắm. Dãy đành đạch không phục, bố liền rủ Shin chơi trò khác, vậy thì chơi cái này vui này. Shin rủ bố chơi trò rút quần áo ra khỏi đống mà không đánh thức Hima dậy, quy tắc là mỗi người rút một cái, ai làm Hima dậy sẽ là người thua cuộc. Và trò chơi Himawari bắt đầu, Shin nhanh tay rút một cái ra trước, rất tốt, bố cũng kéo một cái khăn ra. Hơi khó nhưng đã thành công, may quá cô bé không thức giấc. Đến lượt Shin, một chiếc tất dễ dàng kéo ra, mùi hương nồng nàn của chiếc tất làm Shin hét to lên. May không làm Hima giật mình, cô bé liền quay qua bên kia ngủ tiếp, nhưng hình như quần lót siêu anh hùng Action Kamen của Shin đang gặp nguy hiểm bởi nước miếng của Hima. Shin hốt hoảng định kéo nó ra, nhưng bị bố ngăn lại vì đây là luật của bố, nếu Shin kéo ra thì sẽ thua cuộc. Bố đúng là tàn nhẫn mà, nhưng may cho Shin là nước miếng của Hima chưa chảy ra ngoài. Rồi cô bé quay qua bên kia, giờ thì đến lượt áo của bố gặp nguy hiểm, rồi Hima lại quay qua quần lót của Shin. Cu cậu nhanh trí dùng tất thối của bố đưa lại gần mũi Hima cho cô bé ngửi để quay qua bên kia. Mùi hương nồng nàn toát ra làm Hima không chịu được liền quay qua, vô tình lăn xuống nhà rồi đập mặt vô tường. Bố và Shin thấy vậy thì hốt hoảng, thật sự lo cho cô bé. Tự nhiên Hima tỉnh dậy mặt giận dữ bò đuổi theo Shin khắp nhà, thấy Hima đang di chuyển theo hướng thẳng về phía Shin, bố liền tưởng tượng cô bé là quân xe lửa. Bố Hiroshi là vua, còn Shin là tướng vàng và Shin có nhiệm vụ bảo vệ bố khỏi chiếc xe đang tấn công. Xe lửa Hima đang tiến tới, bố bảo Shin lùi lại một bước để bảo vệ bố. Shin làm theo, nhảy một cú thật mạnh về phía sau, vô tình thúc phải chỗ hiểm của bố làm bố đau điếng. Còn cu Shin thì ngã ra sàn, cũng bị Hima lao đầu đến thúc vào chỗ hiểm. Vậy là hai bố con nằm ra đất ôm của quý đầy đau đớn. Cuối cùng thì cả tướng cả vua đều bị trọng thương luôn rồi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1109, B2 đặt tên thôi nào. Mẹ Mise đang xem chương trình về giáo dục con cái. Cô MC hỏi chuyên gia nếu con chơi xong không chịu dọn dẹp thì phải làm thế nào. Chuyên gia đưa ra một ý rất hay là đặt tên cho chúng. Ví dụ con gấu bông này sẽ đặt tên là Josephine. Nếu bạn nhỏ mà bỏ rơi nó thì làm như vậy nè. Nếu con không chịu dọn thì Josephine sẽ khóc đó. Làm vậy thì tụi nhỏ sẽ thấy tội nghiệp mà dọn ngay thôi. Mẹ thấy cũng hoài nghi lắm. Nhưng mà thấy nhà cửa hỗn loạn thế này thì phải thử mới biết được. Mẹ gọi Shin ra nhưng Shin bận chơi rồi. Với lại Shin không muốn ra cái chỗ bừa bộn ấy đâu. Mẹ tức lên nhéo tai Shin không ngừng. Cái đống bừa bộn ấy là do ai mà ra hả? Rồi mẹ bắt Shin đi dọn dẹp luôn. Shin lại chả treo, có thể không dọn hết được không? Tự nhiên con buồn ngủ quá. Ngủ một chút rồi Shin dậy dọn nha. Mẹ không còn cách nào khác, đành phải thử vậy. Mẹ cầm con rùa đến trước mặt Shin rồi nói, anh Shin ơi, anh không chịu dọn dẹp làm Josephine buồn quá này. Ủa mẹ đang làm gì kỳ vậy? Thì con vứt Josephine làm cậu ấy tội nghiệp nè. Cả Antonio, rồi Gourgelet, rồi tất cả đồ chơi cũng đang khóc lóc đòi quay lại hộp đồ chơi đó. Shin thấy mẹ nói cái gì thấy kỳ ghê. Với lại Shin chẳng có đứa bạn nào tên ngộ nghĩnh như vậy cả. Cu cậu liền đặt lại tên cho mấy đồ chơi. Đây là Masao, kia là Kazama, còn đây là Bo, bên này là Nene. Vậy là xong, Shin định quay lưng chuồn lẹ thì bị mẹ tóm lại. Ủa con muốn bỏ lại Masao ở đây hả? Cả Kazama cũng muốn quay về hộp đây nè. Rồi mẹ đưa mấy món đồ chơi cho Shin bỏ lại thùng. Không quên Nene nha. Rồi Shin lại tự biên tự diễn như đang chơi trò gia đình, làm mẹ tức điên lên. Này này thôi đi nha. Hôm sau Shin vừa đi học về thì vẫn chứng nào tật nấy, cởi đồ vứt lung tung. Mẹ gọi Shin ra bảo rằng con để Taro và Jiro như vậy mà được hả? Shin thấy sao mẹ cứ đặt tên ngố vậy trời. Mà sao cái gì mẹ cũng đặt tên vậy, lại còn bo cái nó nữa. Rồi mẹ bảo Shin không thích thì tự đặt đi, nhưng mà để Shin ăn xong rồi đặt nha. Mẹ đã nghĩ ra cách rồi nha. Shin đang ăn pudding thì bị mẹ gọi ra. Con coi bạn áo kia là chị Nanako đó. Sao Shin ác quá vậy, ngày nào cũng cởi chị ra rồi vứt ở lối đi. Mẹ lại giả giọng chị. Sao Shin lại để chị ấy một mình ở đây? Shin hết thương chị rồi phải không? Shin nghe vậy liền cầm chiếc áo lên.
Không phải, Jin lúc nào cũng thương chị hết á, cứ tưởng Jin sẽ dọn dẹp, ai dè cu cậu lại mặc áo vào để cảm nhận được chị Nanako ôm vào lòng. Đúng là ớn quá đi mà, rồi Jin cũng treo chiếc áo lên rồi nói chuyện với nó như thể là chị Nanako thật vậy. Chắc mẹ phải đặt mấy cái tên bớt tình cảm xíu để Jin khỏi làm lố mới được, trời đã tối. Bố Hiroshi chân thối về nhà trong tình trạng say khướt, vừa về tới cửa thì nghe mẹ bàn với Jin rằng hai mẹ con sẽ cùng xử lý Hiroshi. Trời ơi, chuyến này thì toang rồi, bố thắc mắc không biết mình đã làm gì sai, rồi bố lẻ nhìn vào. Thì thấy mẹ đang nhờ Jin dọn mấy cái bát, mấy bố Hiroshi này lười quá mẹ nhỉ, thì ra mẹ đã lấy tên bố đặt cho mấy đồ vật. Vậy mà làm bố hết hồn à, bố vừa ăn cơm vừa hỏi mẹ sao lại lấy tên bố đặt cho mấy đồ này là sao. Thì là vì tạm thời mẹ chưa nghĩ ra cái tên nào ổn nên mượn tên bố trước đã rồi tính sau. Nói chung từ giờ cái gì cũng là Hiroshi hết, bố không đồng ý nha. Bố liền gợi ý đặt cái chén này là Josephine. Hai, mẹ và Jin chẳng thèm quan tâm, thống nhất là Hiroshi nha. Tất cả là bố hết đấy, thôi bố đành chịu thua vậy.